Thưa quý vị, như vậy là thời điểm mà gần chúng ta đang ở trong những cái thời điểm mà đã rất gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 rồi và nhiều địa điểm như là siêu thị và chợ đều trở nên đông đúc bởi lượng người đi mua sắm Tết. Và một khán giả sinh sống trên trục đường Lạc Long Quân thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã gửi phản ánh về cho ban biên tập chương trình VTC9 cho biết đã xuất hiện tình trạng các phương tiện đỗ xe bừa bãi và bán hàng lớn chiếm vỉa hè lòng đường mà không có sự xuất hiện của các lực lượng chức năng nào kiểm tra hay là xử lý xung quanh khu vực chợ hoa do Ủy ban Nhân dân Phường Nghĩa Đô tổ chức. Cụ thể, theo phản ánh của khán giả tại khu vực chợ Hoa Xuân trên đường Lạc Long Quân thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, tình trạng các phương tiện như là ô tô, xe máy, đỗ xe bừa bãi, bán hàng tràn xuống lòng đường, tràn cả sang trạm dừng đỗ của xe buýt. Hai bên đường người dân bán các loại đào, quất, hoa và chậu, bình gốm, thảm các loại người dân đến xem và mua bán đã tùy tiện đổ xe để xe bừa bãi mà không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng nhắc nhở, hướng dẫn hay xử phạt hành vi gây cản trở cho các phương tiện đi qua khu vực này. Được biết đây là khu vực chợ Hoa Xuân do Ủy ban Nhân dân Phường Nghĩa Đô tổ chức, nhưng tại các ký ốt bán hoa không thể thấy biển báo, nước sát khuẩn hay đo thân nhiệt đối với khách hàng đến tham quan mua bán, trong khi dịch Covid-19 với những diễn biến khó lường vẫn đang tiếp diễn. Gửi phản ánh đến kênh VTC9, khán giả mong rằng tình trạng này sớm được Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và các lực lượng chức năng xử lý tình trạng trên nhằm đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông cho các phương tiện đi lại trong dịp Tết, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chủ trương chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.